Vòng loại thứ hai World Cup năm 2026 là mục tiêu quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Vì thế, huấn luyện viên Choi Jae đã cân nhắc lựa chọn những cầu thủ có màn thể hiện tốt ở những đợt tập trung trong năm nay. Bộ khung của đội tuyển vẫn là những cái tên quen thuộc như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng. Cùng với đó là những cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội trong thời gian qua như Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Thanh Nhàn, Đình Bắc. Ngoài ra, đợt tập trung lần này còn có sự trở lại của Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và cả Nguyễn Văn Quyết. Dù vậy, cũng có một số sự vắng mặt đáng tiếc của Quang Hải và Văn Hậu do chưa bình phục chấn thương. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 6 tháng 11 cho đến ngày 13 tháng 11. Sau đó sẽ lên đường sang Manila, Philippines để thi đấu cho trận ra quân gặp đội tuyển chủ nhà vào ngày 16 tháng 11. Toàn đội sẽ về nước để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Iraq vào ngày 21 tháng 11.